Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cô chú anh chị sử dụng cái thuốc xương khớp dân tộc Thái cái dạng đun nước để uống này và cái này thì chủ trị cho những người bị bệnh về xương khớp đau nhức xương khớp hoặc là tê bì chân tay nhất là những cô chú anh chị đã lớn tuổi rồi thì cái này chúng ta lấy về và chúng ta cho ra chúng ta đun với nước để chúng ta uống mỗi một cân sẽ được đóng một gói và chúng ta sẽ sử dụng được 10 ngày và cái giá thành hiện tại mình đang bán là 100.000 đồng cho một cân như này một cân này gọi là một thang nha cái này thì về cô chú anh chị sẽ chia ra 10 ngày nấu và mỗi ngày chúng ta nấu một lạng một lạng thì chúng ta sẽ cho ra và rửa sạch để ráo nước và chúng ta sẽ nấu với một lít đến một lít rưỡi nước và cái này là cái trước mắt của chú anh chị đang xem này là cái thuốc xương khớp dân tộc mông nó có hai loại loại của mông và của loại của dân tộc thái thì hai loại này đều có giá thành là 100.000 đồng một cân và chúng ta có cách nấu giống nhau mỗi một cân này chúng ta sẽ nấu 10 ngày và mỗi một ngày là một lạng và chúng ta nấu với một lít đến một lít rưỡi nước và khi mà nấu thì chúng ta không nên để sang ngày hôm sau và chúng ta chỉ uống trong ngày thôi uống khoảng một lít rưỡi nước này những cô chú anh chị nào đau nứt xương khớp đau chân đau tay hoặc tê bì chân tay chúng ta sử dụng và cái giá thành là 100.000 một cân ngoài ra thì những người bị thoát vị đĩa đệm hay đau thắt lưng thì sử dụng một cái thang riêng như này thang thoát vị đĩa đệm này thì có giá là 100.000 đồng cho một cân các cái này thì đều là các cái vị dược liệu gồm thân cây lá cây và các cái loại hoa để cho vào chúng ta đun nước uống à, chủ yếu là đun nước uống và nhớ là trước khi nấu thì chúng ta sẽ cho ra chúng ta rửa sạch một lạng và chúng ta đun cho nước vào sau đó đun những người bị vôi hóa thì chúng ta cũng có thang vôi hóa cột sống thoát vị đĩa đệm thì chúng ta sử dụng cái thang thoát vị đĩa đệm gai đôi cột sống này chúng ta sử dụng để nấu nước uống có rất là nhiều các cái thang trị xương khớp và đa phần là chúng ta sẽ nấu nước uống và cái giá thành của nó như nhau 100.000 đồng cho một thang cô chú anh chị có nhu cầu về một số các mặt hàng về Tây Bắc thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại trên màn hình 0971 85 hai